Phạm Thành Long, sống để yêu thương và yêu thương để sống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một cái ví dụ sau đây. Các anh chị lấy một tờ giấy và chuẩn bị làm bài tập sau đây. Chúng ta sẽ có 3 phút để làm bài tập. Bao nhiêu phút các anh chị? 3 phút. Các anh chị viết cho tôi xuống định nghĩa về hạnh phúc của anh chị. Thế nào là hạnh phúc? Các anh chị đừng nhìn bài người bên cạnh. Nào, hãy viết xuống định nghĩa của anh chị. Hạnh phúc là gì? Phạm Thành Long, sống để yêu thương và yêu thương để sống.